Chủ tịch nước đánh giá cao tập đoàn Vingroup đã chuyển hướng đầu tư sang công nghiệp công nghệ cao, trong đó chuyển từ sản xuất xe ô tô chạy xăng sang ô tô chạy điện phù hợp với xu hướng thế giới tăng trưởng xanh, đồng thời đã khởi công nhà máy sản xuất pin hiện đại ở trong nước. Ô tô VinFast đã nội địa hóa 60% thiết bị phụ tùng, chú trọng sản xuất nội địa phục vụ người dân và hướng đến xuất khẩu, duy trì nhiều việc làm trong lúc dịch bệnh khó khăn. Thành công của VinFast ở cả trong và ngoài nước đã nâng cao thương hiệu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn kinh tế Việt Nam cả nhà nước và tư nhân, nhất là những doanh nghiệp tiềm lực tài chính lớn, quản trị hiện đại, cần đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao. Vingroup cần tâm trí và nguồn lực thúc đẩy các lĩnh vực tạo ra nền tảng tiến bộ và trách nhiệm xã hội như y tế, giáo dục. Quỹ VinFuture vừa qua quy tụ được các nhà khoa học danh giá thế giới đến với Việt Nam. Cùng với đó là đẩy nhanh tốc độ đón bắt thời cơ công nghệ xe ô tô chạy pin.